Em cứ ghi luôn lên lên mặt đấy, không về nhà xóa đi. Em ghi gì yên lạc thế. Ghi chữ yên lạc được hay là em ký chữ gì tùy em. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 2019 và đồ Vũ Hiền chân thành cảm ơn quý khách hàng đã từ liên lạc với anh Phúc. Đây rồi, em đây yên lạc em rồi, em ký vào. Đã về ký bộ trường kỷ TK2 gỗ lim trị giá là 30 triệu tại cửa hàng. Em ký tiếp trong kia đi. Bức này là bức thông và cúc. Bây giờ em ký tiếp trúc mai. Cẩn thận nhầm đấy. Nó có bốn mùa tùng cúc trúc mai đấy. À, vừa nãy em bảo là thôn gì xã gì ấy nhỉ? Thôn Đống Cao ạ. À? Thôn Đống Cao xã Văn Tiến. Xã Văn Huyện Tiến ở huyện Yên Lạc. Thế là từ cầu Vĩnh Thịnh sang nhà em còn bao nhiêu cây? Từ cầu Vĩnh Thịnh ra nhà em chắc là được cỡ 20, hơn 20 cây nữa. Hơn 20 cây đúng không? Thì anh được rồi, lái xe nó sẽ biết là cái đường nào nó thuận nhất, tại vì bọn anh đi nó có hai lối, hoặc là đi cầu Thăng Long xong đi lên chỗ đằng sân bay Nội Bài đấy, gần Mạn Mạn đấy, hoặc đường khác là đi theo đường Sơn Tây. Anh nhìn xem là cái chuẩn thôi, chuẩn thôi. Đây đúng rồi, đây là trúc mai mà bên kia tùng cúc em vừa ký, chuẩn rồi. Đấy cái bàn có hai cái bàn, em muốn lấy cái nào cũng được, nó giống nhau lắm mà. Hai bàn này giống nhau màu. Màu y hệt luôn. Màu mà nó khác ở cái. Không nhưng mà nó màu trần, mà cái cây nó màu trần. Mà em để lâu rồi nó cũng hơi hơi xuống màu, nó đều hết mà. Em để chị yên lạc vào được. Và các quý vị, sau khi quý khách yên lạc ký bộ này xong thì đang còn một bộ giống hệt như vậy. Đây để bên cạnh đây. Và giá cũng như nhau, đều là 30 triệu tại cửa hàng. Cảm ơn quý vị. Em bảo nhà em ở gần cái làng Bà này cái nghề. màu nó sáng sáng như thế này thì lại dễ quá, thì đẹp quá. Không, em nhưng là rồi màu để lâu rồi nó phải hơi xuống một tí rồi nó đều hết đúng không? Như cái lim này nó xuống màu cái ăn nó xấu lắm. Không, nhưng mà nó không xuống như mình nghĩ. Nó xuống hết cỡ là được đến tầm như thế nào? Không phải đâu, mà nếu mình để mộc ấy thì mình ngồi vào cái mồ hôi mình tì vào nó còn đen xì ấy. Nhưng khi mình sơn rồi thì nó không xuống theo kiểu đấy, mà nó hơi hay 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 nó xuống. Đây ví dụ như là cái lim này anh cũng để mộc vào chừng độ 2 năm rồi này. Đấy, màu nó mái 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 rất đẹp. Nó cứ như là hơi ấy, như cái sập Ba Thành này tại xưởng thế là 35 triệu, mặt dày 2 phân. Mặt nó dày như mặt trường kỷ của em đấy. Và cái này là 100 người ngồi lên không sao cả. Tại vì nó dày và thang nó dày đặc. Thì đấy. Cái này là theo mô hình ngày xưa là vua. Đấy, 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 đấy. Tức là chơi cũng được mà ăn cũng được. Hoặc là bà cháu hay ông cháu là đấy vừa leo trèo leo lên leo xuống chơi ở phòng khách ấy. Vì trong phòng khách là không để được cái giường. Nhưng mà để cái này thì được. Ngủ thì cũng ngủ được nhưng mà nó không phải là giường.